Em xin kính chào quý cô bác anh chị và mọi người đã quay trở lại với Hạt Giang Food. Thì hiện tại Toàn đang ở nhà của anh Tùa này, và hôm nay thì Toàn cũng muốn chia sẻ với cô bác anh chị là cái bữa ăn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mọi người hôm nay thì đã giúp anh Tùa ra sỡ cái bếp cũng như là đào cái móng cái bếp này xong rồi. Buổi tối nay thì sẽ ăn cơm nhà anh Tùa luôn, và Toàn cũng muốn chia sẻ lại những cái thước phim ngắn về bữa ăn của mọi người. Đang nấu gì đấy Tùng? Đang nấu cái gì đấy? Nấu canh. Nấu canh à? Nay thì có mấy người đến giúp nhỉ anh Tùa nhỉ? Hôm nay có mấy người đến giúp nhỉ? Hôm nay có 5-6 người. 5-6 người thì họ đi trồng ngô hết rồi. Tí gọi có vệ, bây giờ mọi người về hết rồi, không biết tí có lên không? Mọi người không lên. Nên là mọi người đi giúp người ta làm nương rồi xong mới cái đấy giúp anh. Đi tranh thủ cái đi giúp gì. Thế hôm nay còn ai ăn cơm ở đây? Em chơ. Em chơ hay là anh trai của em chơ? Em anh chơ mà. Anh trai của anh chơ là bảo là về. Là anh trai của chơ thì cũng không lên đây ăn. Nhà có việc à? Nhà tận dưới tối cũng khó về. Thế là thôi về nhà ăn cơm. Anh kia là có vợ con rồi nhờ? Rồi hôm nay anh nữa, anh ăn cơm đây nữa. Tại bếp thì đã dỡ hết rồi nên là phải chuyển cái bếp ga vào trong nhà nấu này. Ô lấy cái gì về chắn cái kia không sợ nó lại ám vào tường. Bếp ga không sao, bếp ga này không sao, mình đun một hôm nay thôi mà. Xong chưa? Bây giờ đang đun cái gì đấy, hồi gì đấy? Nồi này nồi canh à? Đó là nước lọc mà. Nồi nước lọc mà. À, to đấy, chúng rồi nè. Bây giờ mình chưa đào rồi. Yeah. Bé Cường hôm nay hát từ nãy đến giờ ở ngoài kia rồi. Vỗ tay. đi học rồi về hát từ trưa đến giờ rồi. Thế hôm qua bốc gạch thì có bao nhiêu người đến? Hôm qua thì nhưng mà cả xe sớm với xe tối thì cũng phải hơn mười mấy người. Thế các về ăn cơm đấy hết à? Không, xong là tối là ngày hôm đấy là đi cũng đi hộ họ ấy, làm nương ấy. Nên là nó về tối thì thấy mình chở gạch lên là ra hộ mình. Sau là mình cứ mua thượng đi nợ nhà được 5 cân gà Đông Lĩnh. Về gọi không có người. Họ đi ăn cơm nó hết rồi. Nghĩa là thế mình lại là cơm xong nữa là nghĩa là mọi người là đi giúp những nhà trồng ngô đấy, xong rồi về ăn cơm ở đấy, xong là cái lúc đi làm về thì là thấy nhà mình bốc gạch, thế là người ta đến giúp. Vâng. Xong là mình cứ tưởng là ăn cơm ở đấy thì là làm nhiều quá. Vâng, nhiều quá thì không có ai ăn. Mọi người đi ăn nhà khác hết.
Thế hôm nay chắc là cũng thế nhỉ, có mấy người vâng, bây giờ mấy anh à mấy chị nó cũng thế, cũng đi hộ người ta làm xong là tối về hộ mình dỡ à, trưa về hộ mình dỡ xong lại đi nhà người ta ăn, bây giờ lại bảo không ăn, không còn làm nữa. Thì đó, mấy anh em mình ngồi ăn với nhau trò chuyện tâm sự. Không thấy ngại nấu xong không ai ăn, lúc không nấu lại có người ta đỡ ấy, lúc mình ngại mình không dám nói vì đây người ta hộ mình thôi. Mà mình không dám nói là không, cái đấy người ta đến giúp mình không sao cả, cho nó chỉ biết làm thôi đấy để cùng nhau ăn thì nó ngon thôi. Không tính cái cách mà người ta vào đây ăn mình không có tiền thì mới ý, nhưng mà không phải mua cho đủ ăn vì đông người mà. Đông người thì cũng phải làm đủ. Vâng, làm cho đủ. Nhưng mà hôm nay thì chắc là mỗi chơ lên nhỉ? Vâng, chơ với vợ thợ đấu. Vợ thợ đấu lên không? Với lại anh em của chơ, hai anh em nó. Không bảo lên ăn cơm ấy. À, chắc muốn mình chơ thôi. Mình chơ thôi. Anh của chơ thì nãy là không bảo đi về, là không xin đi về là không ăn. Còn vợ thợ đấu chắc là mỗi vợ thợ đấu không lên đó. Không lên nữa, gọi tối không lên. Tớ có chơ, có túng, có nô, có em nữa. Đủ 4 mâm rồi. Nãy thì đang làm canh gì kìa. Gốc quay rồi nhé. Thành bắp cải. Bắp cải, bắp cải chua. Không chua, không qua, không qua vừa mua à. Trong tại hôm trước lên là em thấy là anh có bắp cải chua ấy, làm bắp cải chua ấy. Bắp cải chua thì cũng hết rồi, dạo này nghèo rau quá. Không trồng được, không trồng được nhỉ, mùa không này trồng được. Khô quá. Mùa này trồng thì phải tưới. Không lên rồi. Người ta trồng ngô không lên rồi. Nhưng mà thật ra muộn. Người ta phải tranh thủ. Ủa nhưng mà em thấy là cũng nhiều nhà là chưa trồng ngô lắm mà. Bởi vì người ta không có tiền ấy, sợ trồng mà không lại hỏng hết giống ngô mà lại mua tiếc thì không có tiền ấy, người ta là nên người ta cũng phải đỡ thôi. Có người nó lại có nhiều tiền mua nhiều giống không lên thì lại trồng tiếc. Mình thì không dám trồng, trồng là phải lên phải màu phải được, không được thì không có tiền mua tiếp theo. Mỗi gói giống đấy là mấy cân nhỉ? 3 cân là hơn 120.000. 120.000 là một gói giống. Nước ấy. Anh uống nước. Vâng. Bây giờ mình đã trồng vào nương rồi thì nó không màu và nó hỏng ấy, thì mình trồng lại nó cũng không bằng như lần trước đâu. Trồng như thế nó kiểu đất nó chua rồi đấy. Là trồng lại nó không, ngô nó không đẹp mấy ấy. Ở đây thì không biết được gì cơ. Mình đã trồng trước một lần rồi thì bây giờ trồng lại nó không lên. Chỗ em thì trồng ngô nó dễ lắm. Đất nó màu mỡ ấy, nó không như ở đây ấy. Đất cát thì nó lên tốt lắm. Em là trồng đất ruộng với lại đất đồi thì em cũng không phải cày đâu. Em là không phải cày đất đồi cũng mềm lắm. Vâng. Chỉ có bây giờ mình đào cuốc cái hố xong rồi là cho giống xuống thôi. Vâng, đất này cứng đất không đây. Thấy mọi người đi trồng mọi người đào, ố đất toàn khô quá. Đất khô như này trồng xuống kiểu là nó, nếu mà nó không mọc lên thì sợ chuột rừng nó về nó phá không? Nó ừ. Không phá nhưng mà nó ủ vào dưới thì nó ủ tập 3 ngày nó không nở được thì nó chả hỏng luôn này. Vì nó không có một hạt nước này. Không có một giọt nước vào thì nó kiểu là nó lúc chỉ thấy nóng ấy, nhưng mà nó lại ở giữa ủ đấy, ủ giữa đấy thì nó không màu lên hỏng đấy, hỏng thôi, nó bông ấy, kiểu nó thối ấy. Nó không có hòn nước nào thì nó không mở được ấy, không nở được ấy, không nở được đấy là nó sẽ hỏng. Thưa quý anh chị, là giờ mình bắt đầu làm gà thì là gà đông lạnh. Ở trên này hiện tại là đang giá thực phẩm ở trên này thì đang là tăng lên theo giá thị trường. Không biết là giá thị trường có lên không, nhưng mà ở trên này thì bây giờ thịt gà mua ở dưới xuôi lên đã là 60.000 đến 80.000 một cân gà sống. Còn thịt này thì trước là mua bao nhiêu nghìn một cân nhỉ? 35.
35 giờ cũng lên bao nhiêu rồi? 42. Giờ lên 42 rồi. Cả sắt, cả những cái vật liệu cũng đã tăng giá rất là nhiều. Đợt này tăng giá khá là nhiều đấy. Nhưng mà đợt trước sắt khi mà mua ở nhà em Túng kia thì chỉ có là 140 một cây sắt hộp vuông 4. Mà đến bây giờ thì đã là tăng lên là 220 rồi chú bác anh chị ạ. Con đưa tiền cho. Nghe là đùi nhỉ. Túng gọi cho chơi chưa? Dạ. Gọi chơi chưa? Gọi rồi. Gọi rồi à? Mọi người không về ăn cơm cũng buồn nhỉ. Làm xong không có ai ăn thì không nghĩ. Nhưng mà cái này là do người ta là hôm nay đi giúp trồng ngô rồi xong mới về đây. Vâng. Về đây giúp mình, nên là người ta đi ấy ăn ở chỗ ngô kia. Có là ở trong thôn này ấy. Trong thôn mấy có miền rất như kiểu là bên trong nhà em này. Nó xa thì người ta đi lại khó. Có lúc có viện không có người giúp này. Vì rộng này ta trồng ngô nữa, không có thời gian. Ta chỉ không được không thời gian để ăn cơm. Không dưới gì đó. Không dưới gì sao này. Không dưới gì sao này. Không dưới gì sao này. Cái này thì mà nhà mình có ít gừng hoặc là ít nghệ nữa cho vào cũng ăn cũng thơm. Vâng. Ở đấy thì nhà anh có trồng được cái gì gừng hay nghệ hay cái gì không? Xả ớt gì không? Không trồng được, không có đất. Đất. Vâng. Gừng thì nếu mà trồng được trồng chỗ nào mà đất nó hơi tơi tơi xốp xốp ấy. Mà đây mình trồng thì ở gần cơ. Gừng ấy. Xa quá người ta nhủ ấy thì xa quá người ta qua người ta thấy người ta cứ ở đấy người ta xin mình nhưng mà mình có biết đâu. Qua người ta cứ bảo là anh Tủa ơi cho em xin ít gừng nhé nhưng mà mình ở đây mình không biết đúng không? Khi nào đến thì thấy hết rồi. Mình thấy nhìn cả đông lịnh thì nhìn nó to nhưng mà sò ra là bé đi. Bé xong rồi là nó vẫn ăn vẫn ngon. Gà đông lạnh. Cái giấy này là nó cũng như kiểu là tượng trưng cho cái bàn thờ ấy đúng không? Vâng. Cái này là dân tộc thì có cái này là gọi là cái bàn thờ. Gọi là cái bàn thờ luôn. Bàn thờ luôn. Khi mình cầm là đi
đâu đi làm am ấy thì mình chỉ thơ hương cho cái này là bảo vệ ấy, kiểu mình chúc mình đi làm ăn phát đạt ấy. Ừ, là... đi làm ở đâu ăn xa nhưng mà cũng chúc đi làm ăn tốt và bảo vệ những gì để không là... không bị không ảnh hưởng đến mình ấy, không bị bệnh tật gì khi không... đi làm xa các vâng. kiểu ấy đúng không? Vâng, để là nó cái này nó là tượng trưng cho cái bàn thờ, vâng, bảo vệ cho mình. Cũng như cái bà thờ của dân tộc Kinh người ta thờ không là người ta đi làm ăn ấy. Ừ. Là cầu may, cầu phúc đấy. Vâng, cầu may, cầu đấy, phúc đây cho là mình. Thờ tổ tiên, thờ người là các cụ, các kỵ đấy. Vâng, dân tộc Mông thì chỉ có. Ừ. Là không làm bàn thờ, nhưng mà cái này là, cũng là bàn ở dân tộc của anh là bàn thờ luôn rồi. Vâng, bàn thờ luôn. Không, không như các... chú dân tộc Kinh thì người ta đi đến đâu thì người ta làm bà thờ đến đấy. Ừ. Còn mình thì chỉ bà thờ ở nhà. Mình thờ hương, khi nào mình quay lại đến nhà thì mình bắt đầu thờ hương tiếp, còn chưa thì lúc đầu đi thì thờ hương trước. Xa cầu, thế ví dụ mà đi, đi làm một năm không về thì... mình phải bào trước ấy. À. Khi nào về thì mới thờ hương tiếp. À, nghĩa là một năm không về không ai ở nhà cũng không sao. Ừ, không sao, mình phải... cái này thì thất hương cho đấy, còn nếu mà mình đi gào không may hoặc cái gì đó thì lúc đấy là mình khắc tự thất hương và nói thì nghĩa là nó cũng đi theo mình phải không? Ừ. Là mình cứ tự cầm với cái gì để hỗ trợ mình lên đường bình an ấy, hoặc là cái gì thì mình khắc tự nói cũng được. Còn nhưng mà đến nhà thì mình phải thất hương cho nhé. Đến nhà là phải báo lại về nhà rồi. Báo nhé. Về nhà sẽ báo là mình về đến nhà. Này sắp chín chưa Tùng? Sắp chín rồi. Đợi một tí nữa là được. Này là nãy anh tủa nêm mắm muối ở đấy. Đừng không nhớ là tí nêm thêm vào là ăn xét cổ. Không sao đâu, ăn nhiều nó khỏe. Cái đèn của anh Tủa nó hơi yếu nhỉ? À không phải đèn, điện. Do điện hơi yếu thôi, nó không đủ sáng. Đấy. Như nào chín rồi, chín chưa? Để đâu này đâu. Hử? Chưa. Này để dọn bếp rồi nên là bếp sẽ mang vào đây một chút. Anh em tí kéo cái bếp nó ra khỏi tường một tí, không sợ nó lại đen vào tường mình lại đánh lại đấy. Chết được rồi mà. Thịt rồi, thịt chín rồi, lâu lắm rồi. Cái này chỉ là nấu qua như thế này thôi, không về không có cái gì xào nên là cũng đơn giản. Không lấy cái này trong nó rồi à? Úi, anh ăn cái gì đấy? Hạt tiêu. Tiêu hạt á? Vâng. À làm sao mà ăn? Đậu củ ấy. À, có đỡ không? Không, ăn nó cay vào kiểu trong này nó bị cằn lạnh hay sao ấy. Ăn cái này nóng vào thì nó sẽ khó. Ừ. Và tí lại cay sẽ lưỡi à. Không có thuốc à anh? Không có thuốc cảm cúm à? Không, chưa mua. Mai sẽ có. Đèn này thì bên trong, ở trong nhà, ở giữa nhà này thì sáng này. Nhưng mà chỉ cần lệch sang một chút thôi là điện nó yếu rồi. Thực ra anh chị là điện ở trong này thì phải nói là rất là yếu. Khi mà trong nhà đã bật điện như thế này rồi nhưng mà vẫn phải là điện thoại về soi để mà làm. Không biết là cái không biết là nhà nước có dự án kéo điện lên bản mình không nhỉ? Không có. Chắc là chưa có thôi, bởi vì em thấy là nhiều chỗ là kéo điện lên rồi đấy. Chắc 2-3 năm nữa.
2-3 năm thì chắc không biết khi nào mới có. 2-3 năm thì hơi lâu ấy nhỉ. Đủ sáng chưa Tú? Dạ. Đủ sáng chưa? Được rồi. Ốt nô với lại chưa lại đi đâu rồi? Nó chưa. Dạ ở ngoài. Vừa ở đây mà. Em thì anh thường là thích nấu ăn. Thích nấu ăn á? Như kiểu mình phải học cách. À, thích nấu ăn để học cách nấu ăn thôi chứ gì. Rồi. Làm đĩa khác. Hai đĩa đi. Anh Tủa mệt rồi thì em mít túng thay chủ nhà thôi. Không làm thôi anh, hôm nay mệt lắm. Mình mà siêng nấu ăn thì sau này vợ mình được nhàn. Phải đâu mà. Người ta bảo là ai cũng thế, lớn lên thì phải học cách nấu ăn mới chứ. Mẹ cho con nói chị. Mẹ cho con. Được rồi. Hai đĩa được rồi, còn lại trong kia tí hết thì mình lấy sau. Hôm nay thì vẫn là ở trên này thì bà con ăn mèn mén là chính. Và đây thì có thịt gà mèn mén với lại canh bắp cải luộc. Chỉ rất là đơn giản như thế thôi quý quan chị ạ. Là như mấy đợt trước toàn cũng có cái đợt mà làm nhà của em lao động vì túng kia, mọi người ra hộ làm kia, nhưng mà thực sự là nhà thì cũng không có cái gì cả, là không có tiền để mà mua thức ăn, chỉ có ăn rau và ăn mèn mén thôi. Có bữa nào mà có thịt thì thực sự là rất là sang rồi đối với bà con trên này. Kia là món gì vậy? Là hai. Hay là rổ nó nói cho trời hát chín nó, nên là chín nó mới không nói thế. Thì hoa sai dạ, thì nó cá tươi là nó đi hết. Vì cái mình mua một cá. Sao rồi? Em nô thì lại ăn cơm ở nhà với mẹ rồi. Nhưng mà không xuống nữa, em chơi thì cũng không biết là việc gì, tại không vào đây ăn cơm nữa. Thì thôi, còn khách thì còn mỗi chú này nhỉ. Hôm nay là đến giúp để mà dỡ cái nhà bếp này. Rồi hết rồi anh chị. Cho một tốp bé này. Tốp bé rồi mà. Nó mở. Mở ra thế ta. Cô ấy trông nhắm mình cháu nhỉ. Cô ấy chỉ xíu. Xin chào mong đi. Xin lúc đi. Hai chị rau lỏ rồi. Hai chị hả? Hả? Thì ra lỗi. Anh xin ấy. Thì ra xem là mùa chơi tán lên đấy. Nó này chứ. Nhưng mà yêu yêu. Chỉ chơi lỗi nhưng mà nó nông này nó nông. Thì làm lỗi tạ. Cái gì thì tạ hả? Tạ cái gì? Tạ. Vì tao cái đó gì? Vì tao tên nó nói cho cổ này. Thôi, nó này làm lỗi tạ gì. Nào, yên tao. Anh yêu chả chỉ nó thế. Được chị ở rồi bên đi. Ừ, anh chào anh chào. Ai nó mới chỉ cho khách. Chắc canh em à. Vâng. Em tưởng không? Thôi anh khổ lắm. Thì kinh nhận đi. Không sao mà. Anh tưởng anh khổ lắm nhá. Anh nói chứ. Vâng. Không phải là anh. Không phải là. Không phải là em bạn uống rồi. Mà người ta không uống phải nhận. Không uống mới nhận đúng không? Ừ. Để chưa? Lắp băng chưa? Mời cả nhà nhá. Dê băng chưa? Vâng. Cảm ơn nhá. Em tỏ. Em không uống đâu. Yêu chị tiếp băng. Em người cho vui thôi. Tao rồi. Chứ bây giờ thì cũng hơi muộn rồi. Sợ là uống rượu bia đi xe nó không an toàn. Vâng. Thôi mọi người dùng đi. Cơm. Cơm em tỏ cho canh. Vâng vâng vâng. Em tự nhiên. Nghỉ em ăn cơm bắt đây bao nhiêu lần rồi. Em không ngại đâu mà. Chị sợ em ngại thôi. Ờ
gì? Mời mọi người nhé. Vâng. Cho canh mà. Thôi để em tự nhiên. Ăn như thế khô lắm. Ừ, anh ăn rồi mà, anh biết mà. Thôi mà. Đã. Ăn. Đây cho nó. Cái bé như này chắc là tầm 2 ngày là xong thôi nhỉ, cái bếp nhà anh ấy. Thế tầm thế thôi. Nhưng mà xét ngày luôn thì 2 ngày. 2 ngày. 2 ngày xong. Cũng 2 ngày xong rồi. Một ngày không được, cao quá không xét được. Cao quá là sợ nó không chắc đấy. Vâng. Chắc không phải 2 ngày. Thì... ngọt. Ngày ấy mà đấy, xay cao rồi thì cứ mùa đen là xét tiếp. Ngày mai là xét tiếp, ngày hôm nay là ngày mai là xét được tiếp. Ừ. Đã xem người ta chạy trông. Thì công. Chít rồi. Ừ. Hát ăn dài không? Ừ. Nó là khách tôi hả? Con nó này sao lại cho nó mở tàu à? Hả? Nhiều khách đang tuồn. Nó này sao luôn nè. Mở tàu. Lấy bình gặp đấy, hoặc còn tàu cá hả? Thì chưa. Này chứ xin ra chở gió rồi đi. Nó chơi cả. Chơi chạy tiền. Hôm nay ở nhà cũng thấy tối mồ hôi ướt hết người. Hai anh cò thì nãy đói quá lần trước rồi nhỉ. Vâng. Ừ, so thì ý là ngủ say rồi. Ngủ say rồi. Vâng. Từ sau xong cái kẹp thì... mình hai anh cò này ngủ sớm mà. Nào cũng vào đây ngủ sớm. Vừa tận chơi cho mình ăn quá. Tối nay buồn ngủ. Ban ngày thì đi chơi nhiều quá xong rồi tối về mệt là ngủ sớm. Vâng. Mình trẻ con nên ngủ sớm mới tốt. Ngủ sớm mới phát triển được. Nè, nghe gì vậy? Nghe mấy cô. Nè, bé xuống đi. Nè, ăn cái gì? Ý, miếng, miếng vẫn to lắm anh Tủa. To mới đủ ăn. Gắp một miếng thì thoải mái. Bây giờ lãng nó. Ừ. Tùng sao mai đi học không? Có. Không biết là trên này có ảnh hưởng dịch không, nhưng mà ở dưới Hà Nội là được nghỉ học ấy. À. Ở trên này không được nghỉ 3 ngày mà. 3 ngày trước ấy. Không, đấy là nghỉ lễ mà. À, nghỉ lễ. Còn nghỉ dịch Covid thì đây này dịch đang lại bùng phát tại không biết nhỉ? Nào. Lúc nghỉ lễ xong mới báo là Covid nhỉ? Ừ. Nhưng mà trên này ảnh hưởng là cấm tất cả mọi thứ không được đi làm nữa. Đúng. Mà mong cho bé chung là ra đến nó cho thằng cái là thằng này. Ở trên này như là khách đi đồng văn. Đi đồng văn là cũng toàn có Yên Minh nhỉ? Hay là đi đường bên kia? Không. Đi đồng văn thì đi đường ngã ba này. Ngã ba tận Yên Minh kia à? Hữu Vinh. Hữu Vinh. Ừ, cái đường giấy lên trên, đường văn. Ở Yên Minh thì đi thẳng vào đây, màu dễ đi mèo mà. À. Coi mũi cò, nó qua mũi cò. Nó qua mũi cò, không có mũi cò. Mèo vạc, đường văn thì nó xa. Họ cũng có cái xe đi từ mèo vạc đi đường văn mà. À. Từ Hàn Giang đi mèo vạc đường văn, màu dễ mèo vạc đường văn. Còn đi thấy có khách ở chú Má Pì Lệ ấy. Ừ. Với lại chú... Má Chín. Ngay gần chú dẫn Đồng Văn ấy, thì mới có người đi thẳng vào đấy. Đi tiện này. Nên đi đến Mèo Và thì nó có đoạn đấy, đi vào đấy này, tận từ đây. Từ Mèo Và thì 20 mấy cây. Mèo vạc đến Đồng Văn 20 mấy cây á? Vâng. Em chưa biết, em chưa đi bao giờ cơ. Ờ. Mà tôi đang có một bé chuyển ra. Từ mèo vạc đi 20 mấy cây á. Xa lắm á. Từ đây đi quận bạ á.
hai mấy cây thì bằng từ đây ra Yên Minh không đi về. Ừ, đúng rồi. Mà muốn giúp em mà... Thế là tí nữa em đi là em đi được nửa Mèo Vạc rồi đấy. Nửa đường đến Mèo Vạc rồi đấy. Lâu chỉ tầm 1 lô. Từ Mèo Vạc Đồng Văn em mới đi thế. Còn từ đây đi đi Mèo Vạc phải... À, 4 mấy 40 cây. Ừ. 4 mấy. Phải lo chỉ tầm 1 lô. Tính từ Mèo Vạc vòng đi Đồng Văn ấy, từ Màu Dậy đi thì họ 60 cây. Nói như còn đỡ tôi giá tầm mấy. Đi vòng. Nên em muốn... Thế là mình để nó vào đó thì... Đó là tại khu đấy à? Ừ. Đây là hiện đồ thôi. Đây hả? À, đó là linh mục mà. Linh chủ lên tên gì thế anh? Già. Già. Ừ. Nhà nhà chỗ này ở đâu? Ngay chỗ này. Nhà tiên. À... Đường đi nhà vá kìa. Vâng, chỗ bố ngoại. Bố ngoại. Em của bố ngoại. Bố vợ. Em của bố vợ gì? Vâng. Ừ. Thì mình cũng gọi là bố ngoại. Ừ. Nếu mà em của bố vợ chỗ em thì gọi là chú rồi. Gọi chú rồi. Ừ. Thì mình cũng gọi là không gọi theo gọi bố ngoại, cũng gọi theo là bố. Ừ. Bố được nhưng mà nó chú được. Ừ. Bố ngoại cũng được mà chú cũng được. Ừ, chú được. Thì mình thương nó gọi là bố. Ở đây. Nhà. Ngay trên này đấy, có cái đùa bé bé cái đi bên này. Ừ. Ăn cơm đi chú. Món gì? Món này món gì? Món tầm nữa. Cái áo hồi đó là bị sợ cần đi vật cầu không? Hôm nay mọi người đến giúp trong không gian cơm chán nhỉ. Phải đi ăn ở cái nhà hôm nay đi trồng ngô kia. Vâng, đi trồng ngô. À, chú này cũng vừa đi nhà đấy về mà. Ừ. Vừa đi ăn rồi về. Về nhưng mà vào đây ăn về đấy con cháu cho vui. Vâng. Cho đông người ăn cho nó ngon, ngon miệng. Chứ bây giờ mà kiểu là làm ra xong rồi không ai ở ăn cùng thì cũng chán lắm. Buồn lắm. Buồn lắm. Đồ đông ăn cơm ngon. Ăn cơm em. Ăn cơm em. Còn nó lo về nó. À, lúc này nô về chờ ăn trước ở đây rồi. Ở đây là liên cái liên hạt thì cho đéo nó rạp phải ta. Đi ra trong chứ. Nói. Ờ chị ăn đấy nó giữ bản thân thì nóng quá không ăn cũng không ăn vào nè. Vâng. Nhưng mà nóng quá. Đó nóng quá không ăn được. Ăn thì cứ ăn thôi. Không bảo ăn bụng. Mày cho nóng bức oi. Anh thì ăn giỏi nhất là 3 bát. Còn lại không bao giờ hơn. Không thì uống bát canh. Nghỉ. Em không ăn được. Em khoan được đến 3 bát rồi. Chỉ 2 bát là căng. 3 bát là giỏi nhất là lúc đấy là cũng gọi là chắc thế không đấy ngon ngon miệng. Còn nét phải tạm. Chúng ta hỏi. Chúng ta hỏi. Chúng ta hỏi. Mó cá này chỉ con chứ chuột từ đây rồi. Để cho khóc này. Ăn xong rồi bốc ra nó thuốc ra. Thuốc ra ngoài. Đó, hả? Nhìn dậy chị nét khá năng. Mình tự chạy luôn. Kiểu người ăn ít, vẫn béo. Kiểu người không thấy tặng người thế. Không, anh ăn cũng béo được mà. Trước anh đi làm còn anh còn béo hơn anh ở nhà. Anh còn không ăn được cơm như ở nhà. Nhưng mà ngày không có bữa đầy đủ. Anh Tuấn, ăn cho em ăn được.
Ngày nào cũng bữa đầy đủ. Đây là ngày quán à? Đây là nhà. Đồ ăn cơm. Chỉ vào nhà cơ. Về học hành nhá, không phải đi chơi đâu nhá. Bây giờ cũng muộn rồi, cho em đi chỗ trong nhà. Nói nhá. Ăn vô nó lâu, nó nhanh. Vâng. Nghĩa là no được lâu nhưng mà ăn thì ăn ít nhưng mà no được lâu. Vâng. Ăn ít bàn là ăn nhiều. Ăn hơn nhỉ? Mọi người uống nước đi anh. Vâng. Anh ăn không nhỉ? Xong rồi. Chú ăn xong rồi chứ. Dì lấy bia thế này. Đây công nhận nắng trong nóng kinh khủng luôn đấy. Vâng. Nhưng mà dân tàu của mình thì không biết là cái gì chứ. Bùn xa thì không biết. À cả xong thì đã đi trồng ngô đó. Từ 9 giờ, 8 giờ mới về. Tầm 9-10 giờ sáng đi trồng ngô. Nhưng mà em thấy là ở trên này bà con là đi trồng ngô sớm nhưng mà về thì rất là muộn, có khi trưa 12 giờ mới về ấy. Nắng nóng này vẫn đi ở trồng ngô. Tranh thủ ấy. Lúc mình biết thì nó lúc đấy, vừa rồi thì cũng đã ăn cơm với lại gia đình anh Tùa rồi. Mặc dù là hôm nay thì mới vừa đến giúp kia cũng đi ăn cơm ở nhà khác hết không về đây. Nhưng mà thôi, người ta đến giúp mình là cũng vui rồi. Chẳng qua là mình muốn kiểu là làm bữa cơm để cảm ơn thôi. Vâng. Nhưng mà người ta ấy không đến. Đang không đến thì em xin ấy. Vâng, được. Không phải là người ta không muốn đến mà là người ta đi nhà khác rồi. Vâng, thì hôm nay đi giúp nhà kia là giúp nhiều hơn thì sẽ ăn cơm nhà đấy. Vâng, vâng, hôm nay giúp nhà đấy gần cả ngày. Về giúp nhà mình một chút nên là người ta cũng kiểu là chắc là ngại không về ăn nhỉ. Không phải ngại mà đi ăn nhà đấy no rồi. No rồi về ăn thì không ăn được đấy. Vừa ăn rồi đấy. Thế là nóng quá đấy thì về nhà nghỉ mát thôi. Nước em. Này cũng vẫn vâng. Và cái video này thì Toàn cũng chia sẻ, gọi là chia sẻ bữa cơm của nhà anh Tủa này khi mà mọi người đến giúp. Nhưng mà hôm nay thì chỉ có mỗi chú này là đến giúp và ở ăn cơm thôi. Còn lại em chơ cùng với anh trai em chơ với vợ của thợ đấu là cũng không lên. Thôi mình cảm ơn bằng lời cũng được nhỉ. Vâng, cảm ơn mọi người thôi. Em nhờ sự giúp đỡ của tất cả mọi người thì mới xong được. Chắc là Đoàn cũng phải chuyển đi về thôi. Cũng xin phép vào dừng video tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và mọi người ở những số tiếp theo trên kênh Hà Tân Food. Xin chào.